Hồi nãy giờ tự nhiên nghe Nhật Quỳnh đọc là tại do đường nét của tự nhiên đâu. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng, kính lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, kính lễ quý tu nữ và thân chào quý thiền nam tín nữ. Dạ, tự nhiên xin tiên phong ôn bài Kinh Pháp Cú số 398. Nhà cảm ơn đọc. Chê tòa nát thình quá rác tành chát san bà năng xa hạ lúc ca măng út khích táp bá lý găng bút thăng tá ma hăng rù mít rằm ma năng chê tòa nát thình quả ra tánh cha sẵn đa năng xa hà lúc ca măng út khích ta ba lì găng bút thăng tam ma hăng ru mì rằm ma năng chê toa na tinh quả ra tánh cha sẵn đa năng ta hạ lục ca măng út khích ta ba lì găng bút thăng tam ma hăng ru rằm ma năng bỏ đai bỏ đai da bỏ cương bỏ dây đồ sở thuộc bỏ then chốt sáng suốt ta gọi bà la môn chê toa na thân hòa ra tánh cha sanh đa năng xa lục ca măng út khích ta ba lì găng bút thăng tam ma hăng ru mì rằm ma năng bỏ dây nọng bỏ dây cương đai da cùng với các phường thèo leo đập tan trục chốt buộc đeo bà la môn phạm chí tên theo tâm người bỏ dây cương bỏ đai da bỏ luôn dây nọng giết ma ngủ ngầm đập tan trục chốt ngu đần làm người sáng suốt dự phần bà la môn. Dạ, phổ thơ này của hòa thượng Giới Đức. Dạ bây giờ em đã thấy tín hiệu của chị Răng Đông. Dạ kính mời chị. Sa thú cô tu nữ tuệ duyên, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức trong đạo tràng, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, cô tu nữ tuệ duyên, con kính chào đạo tràng. Kính cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Sau đây con xin đọc Kinh Pháp Cú số 398. Chê tòa nát thình quá rát tành chá Sanh đa năng xá nút cá mằng út khích ta pa lý khăn bút thằng ta ma hằng trùng mi bram ma năng chê tòa nát thình quá rát tành chá sanh đa năng xá nút cá mằng út khích ta pa lý khăn bút thằng ta ma hằng trùng mi bram ma năng chê tòa nát thình quá rát tành cha sanh đa năng sa ha nút ca măng út khích ta pa lý khăn bút thằng ta ma hằng trùng mi bram ma năng bỏ đa gia bỏ cương bỏ dây đồ sở thuộc bỏ then chốt sáng suốt ta gọi bà la môn bản dịch của hòa thượng Minh Châu chê tòa nát thình quá rát tành chá sanh đa năng
Sahanukkamang Ukkhattapalikhang Bhuthang Tamahang Brahmibrahmanang. Bỏ dây nọng, bỏ dây cương, đa gia cùng với các phường thèo leo, đập tan trục, chốt buộc đeo, bà la môn phạm chí tên theo tâm người. Bỏ dây cương, bỏ đa gia, bỏ luôn dây nọng, giết ma, ngủ ngầm, đập tan trục, chốt ngu, làm người sáng suốt, dự phần bà la môn. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Kính mời chị Trần Đạo. Dạ, Nam Mô Bích Thà Giá, Nam Mô Thâm Ma Giá, Nam Mô Sa Khà Giá. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, cùng Chư Tôn Đức Tăng, kính lễ Khu Tư Hữu Tự Duyên, kính chào với anh chị trong đạo tràng. Cảm ơn chị Quang Nguyễn, chị đang đăng cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin kể của Kinh Pháp Cú số 398 ạ. Chạy cho Nam Thiên và Rất Tăng Trang sáng ra năng xa hà nước kha măng của khi tập ba lì dân bốn thân ta ma hăng thu người dân ma năng trẻ to na thiên hòa rắc tăng trang sáng ra năng xa hà nước kha măng của khi tập ba lì dân bốn thân ta ma hăng thu người dân ma năng. Bỏ đai da, bỏ cương, bỏ dây đồ sở thuộc, bỏ then chốt sáng suốt, xa hội bà la môn. Đó là khổ thô của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Chạy toa nạp thiên và rắc áo trái, sẵn đo năng xa hà nút kha măng. Rồi khi tập ba lì văn bốn thân, ta ma hâm ru vì hâm măng. Bỏ dây nặng, bỏ dây cương, đa gia cùng với các phường thèo leo, đập tan tịch chốt bị teo, bà la môn, phạm chí, tên theo tâm người. Bỏ dây cương, bỏ đa gia, bỏ luôn dây nặng, giết ma ngủ ngầm, đập tan tịch chốt ngu đần, làm người sáng suốt dự phần bà la môn. Đó là khổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, cảm ơn chị Văn Đâm đã phát bài ạ. Con xin lỗi nước lại cho chị Cẩm Dân ạ. Dạ, sa thú kính cảm ơn sư Trần Đạo. Dạ, Nam Mô Bích Thà Giá, Nam Mô Thầm Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính hình lễ Đức Phật, con kính hình lễ Giáo Pháp, con kính hình lễ Đức Tăng. Con kính hạnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức, kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 398. Chê toa nát thiên, quá ráp tâm chá, san đa năng, xá há nút cá măng, út khít tá bá lý văn, bút thăng. Ta ma hằng rù mí râm ma năng, chê to nát thiên, quá rát tâm chá, san đa năng, xá há nút khá măng, út khít ta pá lý găng, bút thăng, ta ma hằng rù mí râm ma năng, chê to nát thiên, quá rát tâm chá, san đa năng, xá há nút cá măng út khít tá pa lý văn út thăng tá ma hằng rù mí lâm ma năng. Bỏ đai da, bỏ cương, bỏ dây đồ sở thuộc, bỏ then chốt sáng suốt, ta gọi bà la môn. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Bỏ dây nọng, bỏ dây cương, đai da cùng với các phường thèo leo, đập tan trục chốt buộc đeo, bà la môn phạm chí tên theo tâm người. Bỏ dây cương, bỏ đai da, bỏ luôn dây nọng, giết ma ngủ ngầm, đập tan trục chốt ngu đần, làm người sáng suốt dự phần bà la môn. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức.
Dạ, cấm dân đã ôn bài xong, muốn mời bàn tay của Tina. Thưa con kính cảm ơn cô, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, con kính đảnh lễ cô Tư Nghĩ Tại Duyên, và con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc bài. Chết to nát thiên quá văn tầm chán, sàn đà nàng xa há lũi tham măng, u kít ta phá lý thàn bút thăng, ta má hằng vùm mi bầm má nàng. Bỏ đai da, bỏ cơ, bỏ dây, đồ sở thuộc, bỏ then chốt, sáng suốt, ta gọi bà La Môn, Hòa Thượng Thích Minh Châu. Chết tô na thiên hòa vận tâm chá, sàn đa năng xá, hà nỗi khá măng, ùn kinh ta pha, vì than cuối thắng, ta má hăng bùn mi bâm má năng. Bỏ dây nọng, bỏ dây thương, tay da cùng với các phường thèo leo, đập tan trục, chốt buộc đeo, bà La Môn phạm chí tên theo tâm người, bỏ dây cương, bỏ đai da, bỏ luôn dây nọng, giết ma ngủ ngầm, đập tan trục, chốt ngu ngầm, làm người sáng suốt, giữ phần bà La Môn, Hòa Thượng Giới Đức. Dạ thưa con kính tri ân quý sư, con kính tri ân đại tràng. Dạ con xin mời để kế tiếp. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sân Kha Giá. Con kính đảnh lễ ân đức chư Phật, kính đảnh lễ ân đức giáo Pháp, kính đảnh lễ ân đức chư Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, cô tu nữ tội duyên. Ái Minh kính chào quý anh chị. Cảm ơn chị Đặng Đông, con tri ân cô tội duyên. Con xin phép được trả bài câu pháp cú số 398. Chê toa na thin qua ra tâm chá san đà năng sa ha nu ca măng u khít ta ba lị gần bút thần tâm ma hằng ru mi râm ma năng. Chê toa na thin qua ra tâm chá san đà năng sa ha nu ca măng u khít ta ba lị gần u khít ta ba ly khẩn bút thần tam ma hằng ru mi râm ma năng chê toa na thin qua ra tan cha san đa nan sa ha nu ca măng u khít ta ba ly khẩn bút thần tam ma hằng ru mi râm ma năng. Bỏ đai da, bỏ cương đi đồ sở thuộc, bỏ then chốt sáng suốt, ta gọi bà La Môn, bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Chê toa na thiên qua ra tan cha san đa nan sa nun ca măng u khít ta ba ly khăn bút thần ta mang ru mi râm ma năng. Chê toa na thiên qua ra tan cha san đa nan sa nu ca măng u khít ta ba ly khăn bút thần tạ ma hằng ru mi râm ma năng. Bỏ dây nọng, bỏ dây cương, đai da cùng với các phường thèo leo, đập tan trục, chốt buộc đeo, bà La Môn phạm chí tên theo tâm người, bỏ dây cương, bỏ đai da, bỏ luôn dây nọng, giết ma ngủ ngầm, đập tan trục, chốt ngu đần, làm người sáng suốt, dự phần bà La Môn, phổ thư của Hài Thượng Giới Đức. Dạ em kính mời chị Tâm Phương tiếp theo ạ. Cảm ơn anh Minh. Dạ con Tâm Phương, trước hết con kính lễ ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng, dạ Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, dạ Nam Mô Sân Kha Giá. Con kính đảnh lễ chư Đại Đức Tăng với cô tu nữ, mến chào tất cả Phật tử. Và con xin đọc cái câu kệ số 398. Chết tòa nát thiền quá rách tành, chá sành đà năng,
sahanut khamang ukit ukit tapali hang buddham tamahang ro miram manang. Và bỏ đai da, bỏ cương, bỏ dây, đồ sở thuộc, bỏ thân chốt, sáng suốt, ta gọi bà La Môn. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Bỏ dây nọng, bỏ dây cương, đai da cùng với các phường thèo leo, đập tan thục trích, buộc đeo, bà La Môn phạm chí, tên theo. Tâm người bỏ dây cương, bỏ đai da, bỏ luôn dây nọng, giết ma ngủ ngầm, đập tan thục chốt ngu đần, làm người sáng suốt, dự phần bà La Môn. Và đó là chỗ thơ của Thượng Tọa Giới Đức. Chittonathin guarantan chang sanh danan chang na ha nút kha măng ụt kinh tắt ba lì hăng bụt thăm ta ma hăng rô mi brahm ma năng chê tô nát thím qua rát tanh cha sàn đa năng ha ha nút kha măng Bồn kinh ta ba li hằng bồ thăng ta ma hằng rô mi râm ba năng. Dạ, con đã đọc xong câu cú số 398. Dạ, kính mời vị kế tiếp ạ. Dạ, còn vị nào nữa không? Dạ, nhà kính mời vị kế tiếp đọc. Dạ. Dạ, alo. Xem họ. Nam mô Bụt Tha Dạ. Nam mô Tham Ma Dạ. Nam mô Sang Kha Dạ. Con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ, con kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên, con kính chào quý đạo hữu. Dạ, con kính tri ân cô Lạc Lê, con kính tri ân đạo tràng cho biết âm thanh rõ. Dạ, kính tri ân cô Ái Minh. Dạ, con xin phép đọc câu Phật ngôn 398. Chết to nát thìn quá rát tành cha sàn đà năng sát cá nút cá măng. Ukhit tabalik hằng bút thằng tamahang pru miram manang. Bỏ đai da, bỏ cương, bỏ dây, đồ sở thuộc, bỏ then chốt. Sáng suốt ta gọi bà La Môn của Hòa Thượng. Thích Minh Châu. Chê to na thinh quả rát tan cha. Sanda nang sa hanut khamang okita pa li khang buthang tamahang pru mi ramanang. Bỏ dây nọng, bỏ dây cương, đại gia cùng với phường thèo leo, đập tan trục chốt buộc đeo, bà La Môn phạm chí tên theo tâm người. Bỏ dây cương, bỏ đai da, bỏ luôn dây nọng, giết ma ngủ ngầm, đập tan trục chốt ngu tần, làm người sáng suốt, dự phần bà La Môn của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con kính tri ân cô Rạng Đông Đạo Bích Bài. Dạ, con kính mời đạo tràng. Dạ, con kính thỉnh cô tu nữ Tuệ Duyên. Nam mô Bích Tha. Dạ. Dạ, Nam mô Bích Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ.
Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng, kính lễ thượng tọa minh hạnh. Dạ, bây giờ có Xích Nhật Quỳnh có kể không? Đã thấy tín hiệu của Nhật Quỳnh. Dạ, Nhật Quỳnh kể xong thì có thể là tự nhiên thỉnh pháp sư. Dạ, mời Nhật Quỳnh. Dạ, sa thú kính cảm ơn cô cư nữ Tại Duyên. Dạ, Nam Mô Bụt Tha. Dạ, tại vì hồi nãy là Đại Đức Tịnh Lạc có nói với Nhật Quỳnh là sư vào trễ tới 10 phút là nhà chùa sư đang làm lễ, nên kính mong đạo tràng hoan hỷ. Nên lúc nãy Nhật Quỳnh đọc thiên kinh và cho ta thông báo để quý vị tự do kể. Dạ, bây giờ sư chưa có online được nữa, nên thành ra mình khoan thỉnh pháp sư. Dạ, dạ, anh đây là theo lời của Đại Đức Pháp Tính. Nếu mình thỉnh pháp sư trước, quý sư vào rất là ngỡ ngàng. Dạ, còn hoạt động hiện tại là lúc nào cũng tuân theo lời của sư Pháp Tính, dù sư đã qua đời. Dạ, năm hôm bích thai. Dạ, dạ, bây giờ thì mình sẽ ôn bài và cũng kính mời đạo tràng, nếu vị nào chưa đưa bàn tay thì kính mời bàn tay. Khi nào mình thấy Đại Đức Minh Đạt, Tịnh Đạt vào thì mình thỉnh pháp sư. Và kính mời đạo tràng nha, chuẩn bị nha. Tina nè, Tina có thể lệ, nếu mà sư chưa vào, Tina có thể lên kể tiếp, không sao hết. Mình đọc nhiều thì mình, lúc mình đọc lên mình chú tâm vào bài học thì mình đã có phước rồi. Nên Tina, nhất là Tina nha. Tina phải tinh tấn lên, nguyên tịnh cái này, nguyên tịnh này là hai trốn lắm nè. Có thể lên kể tiếp nha, nguyên tịnh nha. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh xin được phép trả bài ạ. Dạ, cảm ơn Chích Trang Đông cho Nhật Quỳnh bài học. Chát tò nát thiên qua rát tành chất sành đà năng xa hà nuốt cam hằng út khích tập bát lý khẳng bút thẳng tâm hằng su mì sâm ma năng. Chát tò nát thiên qua rát tành chất sành đà năng xa hà nuốt cam hằng út khích tập bát lý khẳng bút thẳng tâm hằng su mì sâm ma năng. Chật tò nát thiền qua rát tần chất sanh đà năng sa ha nức ca măng ục khích ta ba li khang bột thang ta ma hang su mi sam ma năng. Bỏ đai da, bỏ cương, bỏ dây, đồ sở thuộc, bỏ then chốt sáng suốt, ta gọi Bà La Môn. Chát ta nát thinh và rát tan cha sẵn đa năng xa hà nuột ca măng ung kịch ta ba lì khăn búa tăng tạm ma hăng su mì rằm ma năng. Chát ta nát thinh và rát tan cha sẵn đa năng xa hà nuột ca măng ông kịch ta ba lì khăn bồ tăng tâm ma hăng su mì sầm ma năng. Cha ta na thinh và rạn tan cha sanh đa năng xa hà nột ca măng ông kịch ta ba lì khăn bồ tăng tâm ma hăng su mì sầm ma năng. Chà tỏ nát thinh và rạch tanh cha sanh đa năng xa hà nụt ca măng ung kịch ta ba lì khăn buộc thăng tâm ma hăng su mì râm ma năng. Bỏ dây nằm, bỏ dây cương, đai da cùng với các phường thèo leo, tập tan trục buộc đeo
Bà La Môn phạm chỉ trên theo tâm người, bỏ dây cương, bỏ đai da, bỏ luôn dây nọng, diệt ma ngụ ngầm, đập tan trục chốt ngu đần, làm người sáng suốt, giữ phần Bà La Môn. Dạ đây là bản hổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức, nhục bình kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, anh chị Phan Quang Liêm có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Nãy giờ Nhật Quỳnh thấy anh chị chạy ra chạy vào rất là nhiều lần, chắc là đường mạng hơi yếu. Sa thú bàn tay Rạng Đông, sa thú bàn tay Xích Thi Na. Thật sự Nhật Quỳnh kệ dở lắm quý vị, có cái giọng đọc rất là dở, nhưng mà tại vì yêu giáo pháp này nên cố gắng thôi. Còn quý vị có giọng đọc rất là hay luôn, nên Nhật Quỳnh mong quý vị đưa bàn tay xin đến ngang. Dạ. Cứu đúng rồi. Dạ, mời Rạng Đông. Sa thú chị Nhật Quỳnh. Con kính đảnh lễ Ban Ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng. Sau đây con xin đọc lại lần thứ hai câu pháp cú số 398. Chê tòa ná thình quá rá tần chá sanh đà năng xá há nút ca măng út khít tá ba lý khăn vũ thần tá ma hằng brùm mi bà má năng. Chê tòa ná thình quá rá tần chá sanh đà năng xá há nút ca măng út khít ta ba lý khăn bú thần ta ma hằng bồ mi brahma năng chê tòa na thình quá ra tần cha san đà năng sa ha nút ca măng bút khích ta ba lý khăn bú thần ta ma hằng bồ mi brahma năng bỏ đai da, bỏ cương, bỏ dây đồ sở thụ, bỏ than chốt sáng suốt, ta gọi Bà La Môn. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Chê toa náp thình quá ráp tành chá sanh đa năng xá ha nút cá măng út khích ta ba lý khăn bú thần ta ma hằng brùm mi bà ma năng. Bỏ dây nọng, bỏ dây cương, đa gia cùng với các phường thèo leo, đập tan trục chốt buộc đeo, Bà La Môn phạm chí tên theo tâm người, bỏ dây cương, bỏ đa gia, bỏ luôn dây nọng, giết ma ngủ ngầm, tập tan trục chốt ngu đần, làm người sáng suốt, dự phần Bà La Môn. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Và con thấy có sư Tịnh Đạt đã vào room, không biết có thỉnh luôn cô Tệ Duyên, thỉnh pháp sư ngài mời Xích Thi Na nha. Dạ thưa con, kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Dạ thưa cô, cô tu nữ Tại Duyên sẽ tỉnh pháp sư hôm nay. Dạ, sa thú lành thầy. Cảm ơn Xích Thi Na. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng, kính lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tịnh Đạt. Kính chào đạo tràng. Và bây giờ là giờ cung thỉnh pháp sư, kính mời đạo tràng cùng lắng tâm thanh tịnh để cung thỉnh pháp sư. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Ê quan tham ba ti ram ma pha ga
hi pha quê na tăng búa thô ca duôn như na khi và xa gia. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ. Trời lỗ mọc đắng nhờ ánh sáng, trải qua lành rải tàn mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường, chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui. Phạm thiên vẫn ngắm ngồi khấn khoảng, Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ ơi. Quyết lòng mở đạo giải đời, nhắm vườn lộc gia ngài dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính dự pháp từ. Đó là nhóm Kiều Trần Như, được nêm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chẳng thôi không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới tựa ân phổ cập, đám mưa lành rưới khắp thế gian. Bởi nhân cơ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tôi mê cầu đặng tri tri vẹn toàn. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giác. À, tự nhiên đã thay mặt đạo tràng cung thỉnh pháp sư vừa xong. Dạ, con kính cung thỉnh đại đức Tịnh Đạt Bi Mẫn thuyết giảng cho bài kinh pháp cú hôm nay là số 399. Dạ, kính cung thỉnh đại đức Tịnh Đạt. Dạ thưa sa thưa kính các cô tu nữ tề duyên, dạ tại hôm nay ở chùa nhiều vị xài điện thoại quá nên nét cô sư rất yếu. Dạ bây giờ sư có nghe được âm thanh con không bạch sư? Dạ cảm ơn Hoa Nguyệt, cảm ơn Càng Đông, ca Nhật mình biết được tín hiệu. Con kính dân bích đến sư, chính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiếng quát. Dạ con kính dân bích đến sư ạ. Dạ Nam Mô Bụt Thầy Giác, Nam Mô Tham Ma Giác, Nam Mô Sang Khai Giác. Quý vị có nghe được âm thanh không ạ? Tại vì cái máy không biết làm sao nó bị kết nối qua cái tai nghe, và cái âm thanh nghe quý vị nghe tụng kinh rất là nhỏ. Dạ cảm ơn quý vị. Dạ con kính tri ân chư tăng và đạo tràng đã chờ đợi cho Tịnh Đạt có chút thời gian để mà vào trong diễn đàn. Như là quý vị biết hôm nay thì ngày để rằm tháng tư, rằm tháng giêng Maha Puja, cho nên ở chùa cũng có tổ chức đại cúng đèn. Dạ cho nên hơi có một tí xíu chậm trễ, xin mong quý vị thông cảm. Và hôm nay sẽ là câu kệ ngôn pháp cú số 299 không ạ, 299. Dạ 399. Dạ. Đi
Dạ, có cái âm thanh ngoài hơi to cho nên quý vị cũng nếu mà có ảnh hưởng thì xin quý vị chúng ta cũng thông cảm. Trước khi đi vào buổi giảng ngày hôm nay, chúng con xin thành kính đảnh lễ Tam Bảo và tập tấm tắc. Arahang Samma Sambuddho Kawa Buddhang Bhagavantang Abhivadeni Sokhato Bhagavata Tammo Dhammang Namassami Suppatipanno Bhagavato Savakasangho Sanghang Namami. Dạ, chúng con xin thành kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Chúng con xin đảnh lễ Chư Tăng và quý Phật tử. Mến chào quý Phật tử có mặt ở trong diễn đàn Pháp Hữu Kinh ngày thứ 6, ngày 26 tháng 2 năm 2021, ngày rằm tháng Giêng năm Tân Sửu. Dạ. Câu pháp cú số 399 mà diễn đàn chúng ta hôm nay sẽ được học, sẽ tìm hiểu có nội dung như sau. Akosangavabanthancha adutho yo titikati Kanti palang palanikang tamahang bromi brahmanang. Không ác ý nhẫn chịu, phỉ báng, đánh, phạt hình, lấy nhẫn làm quân lực, ta gọi Bà La Môn. Bản dịch của Ngài Hòa Thượng Minh Châu, cũng như là bản Việt ngữ của Ngài Văn Xuôi, của Ngài In Đá Chánh Đá Chánh Thân. Người nào chịu đựng lời khiển trách, sự giết hại và sự giam cầm mà không tức giận, có kham nhẫn là sức mạnh, có sức là quân đội, ta gọi vị ấy là Bà La Môn. Nam Mô Bụt Thầy Giá. Trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về ngữ vựng của câu kệ ngôn pháp cú số 399 này. Câu thứ nhất là Akko sang Vatapan Thanh Chát. Akko sang Vatapan Thanh Chát. Akko sang là cái sự giận dữ từ cái căn kusati, giận dữ, cái sự mắng nhiếc, cái lời nói bằng cái tâm giận dữ thì cái lời nói phát ra những cái lời khó nghe, khiển trách hay là mắng nhiếc, khiển trách hay là mắng nhiếc. Cái từ khiển trách hay là mắng nhiếc thì do cái tiếng Việt chúng ta sử dụng trong cái hoàn cảnh đó là khi mà tâm khó chịu, nhưng mà cũng có những cái trường hợp khiển trách với cái tâm muốn người đó tốt hơn thì có những cái trường hợp ngoại lệ, cái danh từ sử dụng. Cái từ thứ hai đó là quan tháp ban thanh chát. Quan tháp ban thanh chát được kết hợp với sanh thí, luật sanh thí. Chữ thanh chát thật ra nó là chữ quá tháp ban thăng, là m chấm dưới, gọi là nikke hi tát, cộng với lại từ chá có nghĩa là và. Khi m chấm dưới nikke hi tát gặp ở từ bọn chá thì sẽ biến đổi thành chữ n chấm n giống ngã, là chữ nhá. Cho nên chúng ta có cái từ ban tháp, quá tháp ban thành chá. Quá tháp ban thăng có nghĩa là sự giết hại và sự giam cầm. Nó xuất phát từ cái từ quan thá và chữ ban thá. Quá thá là sự giết hại và chữ ban thá là sự trói buộc. Nó có một cái từ rất là mạnh, rất là rõ bởi cái sự giải thích của hai cái từ quá thá và chữ ban thá. Vậy chúng ta sẽ tìm hiểu sự giết hại và sự giam cầm bởi cái gì. Câu thứ hai, adutho yo titikhati. Adutho yo titikhati. Adutho là
là không tức giận, là không có tức giận, là không có tức giận. Tít tít khả tít là chỉ nhẫn nhịn chịu đựng. Tít tít khả tít là sự nhẫn nhịn hay là chịu đựng. Chữ vô là người nào? Dạ vâng. Câu thứ ba, Khanti palang palanikang. Khanti palang palanikang. Khanti palang, ở đây nói về cái từ khanti là nhẫn nại và pala là cái sức mạnh, và cái sức mạnh ở đây được ám chỉ là cái sức về tinh thần, sức mạnh về tinh thần chứ không phải là sức mạnh về cái thể chất hay là cơ bắp. Khanti palang là cái người có cái sức mạnh về cái sự nhẫn nại, hay là có cái pháp nhẫn nại là cái sức mạnh tinh thần. Palanikang, palanikang, chúng ta gặp lại một lần nữa là pala là sức mạnh và anika có nghĩa là quân bị. Ở đây ám chỉ cho việc là cái sự nhẫn nhịn đó đó là một cái sức mạnh tinh thần, và cũng là một cái đội quân hùng mạnh, một cái đội quân hùng mạnh. Và cái câu cuối cùng đó là ta ma hằng brumi brahmanang. Đây, cái câu này chúng ta đã được tìm hiểu rất là nhiều lần qua những cái câu kệ ngôn trong phẩm Bà La Môn. Ta ma hằng là kết hợp bởi từ tăng và a hằng. Tăng là cái vị ấy, cái vị ấy là cái vị có những cái phẩm chất ở ba cái câu được nêu trên. A hằng là ta hay là cái Đức Phật, ngài, bản thân Đức Phật ngài đang nói ngồi thứ nhất số ít. Tu mí là gọi, chia theo cái động từ, chia theo cái chủ từ là danh từ, là chủ từ ngôi thứ nhất số ít. Brumi, nếu mà danh từ ngôi thứ nhất số ít số nhiều thì là Bruma. Brahmanang là Bà La Môn, âm là Bà La Môn, em dịch là phẩm chí. Cái từ này thì có ý nghĩa đó là một vị thánh nhân, một vị không còn cái phiền não, một vị A-la-hán đã đoạn tận những cái phiền não khổ đau, được gọi là Bà La Môn. Chứ không phải là cái từ Bà La Môn được sử dụng một cách thông dụng khác ám chỉ cho là một cái người trong thời kỳ Ấn Độ. Như vậy là chúng ta đã sơ lược qua về câu ngữ vựng của câu Pháp Cú số 399 ở trong phẩm kinh Pháp Cú kinh trên 423 câu. Một lần nữa, câu Pháp Cú số 399 có nội dung như sau. Akosan watapantan cha adunto yo titikati khanti palang palanikan tamahang romi brahmanang. Không ác ý, nhẫn nhịn, nhẫn chịu, phỉ báng, đánh, phạt hình, lấy nhẫn làm quân lực, ta gọi Bà La Môn. Hoặc là bản Việt ngữ của ngài Giới Đức: người không tức giận bao giờ, rước lời phỉ báng, lặng tờ nín thinh, dẫu cho roi trượng phạt hình, lấy đức nhẫn nại làm binh phổ hồng. Tâm từ rải khắp hư không, những kẻ như vậy xứng dòng La Môn. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Dạ, quý vị vẫn còn nghe âm thanh được không ạ? Tại vì cái loa của chùa khá là lớn. Dạ, cảm ơn cô. Để sư khép cái cửa không khách lại. Cầu nguyện cho Đức Cô và Gia Mí họ không nói gì về mặc dù không có
Dạ, sư đã trở lại. Dạ, bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về về cái ý nghĩa của câu kinh Pháp Cú số 3, về ý nghĩa cũng như là duyên sự của câu kệ ngôn Pháp Cú 399 này. Về chờ cho tí xíu. Lúc nãy cái máy tính nó bị lỗi, cho nên bây giờ cái nhân sự nó chạy đi đâu rồi. Ba trăm bốn mươi lăm, ba trăm tám mươi bảy, ba trăm chín mươi, ba trăm chín mươi lăm, 406 rồi. Ê chà, dạ 399 đây. Dạ, câu số pháp cú số 399 có cái duyên sự là với ông Bà La Môn Pharadocha. Cái duyên sự này phải nói là một cái duyên sự rất là gần với đời sống của chúng ta bây giờ. Phải nói là một cái duyên sự rất là cần thiết để mà áp dụng trong cái đời sống. Nhiều cái thay đổi nhanh chóng và nhiều cái gọi là nó làm cho chúng ta khó có thể chấp nhận được, và chính vì vậy đó làm cho chúng ta gặp nhiều cái khó khăn. Hôm trước thì Định Đạt có đề xuất một cái từ thay thế cho cái từ khó khăn hay là đau khổ, đó là cái từ thử thách. Và chính vì chúng ta phải đối mặt nhiều cái thử thách ở trong cuộc sống đó, đôi khi chúng ta sẽ vượt qua được. Dạ, quý vị còn nghe được ha? Dạ, đôi khi chúng ta sẽ vượt qua được và chúng ta sẽ học được cái bài học kinh nghiệm về cái thử thách đó. Nhưng đôi khi chúng ta sẽ thất bại với cái thử thách đó, và chúng ta sẽ phải học đi học lại nhiều lần, và chúng ta mới có thể rút tỉa kinh nghiệm. Thì cái duyên sự này đó, thưa quý vị, là nói về cái pháp nhẫn nại. Nói về cái pháp nhẫn nại. Mà cái pháp nhẫn nại này đó, theo cái suy nghĩ riêng của Tịnh Đạt đó, thì phải nói là một cái điều rất rất là quan trọng trong cái những cái pháp tu. Ngay cả chúng ta làm bất cứ cái việc gì, chúng ta học, chúng ta làm, chúng ta ăn, chúng ta nấu, chúng ta đi, chúng ta du lịch, chúng ta bàn công chuyện, hay thậm chí mà chúng ta đi vệ sinh, thì đều cần cái nhẫn nại này hết. Phải nói là đều cần cái nhẫn nại này hết. Còn nếu mà nói về cái nhẫn nại trong cái việc mà học đạo, trong cái việc là tu đạo, thì phải nói là nó còn quan trọng gấp nhiều lần hơn nữa. Người không có nhẫn nại thì không có đi đến cái thành công. Dạ. Yeah. Cái câu pháp cú 399 này đó là Đức Phật ngài đã nói lên ở tại chùa Veluvana, chùa Trúc Lâm, đề cập đến ông Bà La Môn Akosaka Brahma Pharadocha, chúng ta tạm gọi đó là Pharadocha, ông Bà La Môn Pharadocha. Thì ông Bà La Môn này đó ổng có gia đình với là một cái
cái cô vợ, và cái cô vợ này là một cái người Phật tử. Thì cái cô vợ này có một cái, mình nói là cái tật, nhưng mà đó là một cái tật tốt, hoặc là một cái thói quen, một cái thói quen tốt. Khi mà cổ đi chùa đó, cổ học đạo, cổ nghe kinh đó, thì cổ tập một cái thói quen, hoặc là vô tình cổ mang cái tập, tức là mỗi mà lúc mà giật mình đó, giật mình tức là nghe một cái tiếng âm thanh lớn nè, hay là nghe một cái thấy một cái ánh sáng đột ngột, hay là đi vấp phải một cái gì đó làm mất thân bằng, thì khi mà có cái trạng thái hốt hoảng hay là mất thân bằng như vậy đó, thì cái cô này lập tức mở cái lời nói ra là tán dương ân đức Phật. Giống như là bây giờ chúng ta có nhiều người quen cái thói quen của phương Tây đó, qua phim ảnh hay là qua người thân hay là qua cái nếp sống xã hội đó, thì đơn giản nhất là qua cái cách học tiếng Anh đó, thì có một cái thói quen tức là Oh my God. Thì cái câu đó là giống như là của người có đạo ở bên Thiên Chúa. Thì một số người khi mà đạo Phật đó, thì nó Oh my God thì không chịu, thôi sửa lại cũng Oh my, nhưng mà không phải God mà là Buddha. Oh my Buddha. Gặp cái gì đó tiếng Việt mình kêu trời ơi. Nhưng mà khi mình sửa lại vui một tí xíu, đó là Oh my God hoặc là Oh my Buddha. Thì cái cô vợ của ông Bà La Môn Phararocha thì có một cái sự cái thói quen, tức là khi mà hoảng hốt hay là mất thăng bằng thì cô lại tán dương Đức Phật. Tán dương bằng cái câu, những cái từ Buddha, những cái từ Nam Mô Buddhaya, hay là những cái lúc mà cô thường xuyên tụng đọc hoặc là tán dương Đức Phật khi mà có sự hiện diện của chồng. Không biết là cái mục đích của cái người vợ này, suy nghĩ Tịnh Đạt nghĩ là có. Tại vì khi mà mình để ý đó, khi mà trong gia đình có một thành viên biết được, hiểu được và có những cái kinh nghiệm tốt ở trong Phật pháp đó, thì luôn luôn có một cái suy nghĩ, đó là làm sao để mà hướng dẫn, hướng đạo cũng như là dẫn dắt thứ nhất là ba mẹ nè, thứ hai là những cái người thân ở trong quyến thuộc gia đình biết được Phật pháp, an vui trong Phật pháp cũng như mình. Phải nói là một cái tâm lý chung là như vậy, và một cái tâm lý rất là được khen ngợi. Thì cái cô vợ này ở trong chú giải thì không có nói rõ, nhưng mà theo cái nhìn chung đó là Tịnh Đạt nghĩ rằng cô rất là có cái ý để mà lôi kéo ông chồng tìm hiểu Phật pháp. Thì nhiều lần như vậy ông chồng rất là bực, ông không có tin Phật pháp, ông không có biết Đức Phật là ai, thì ông mới bực, ông mới nói tại sao tối ngày cứ tán dương Phật hoài, khen Phật hoài đó. Mình dùng cái từ thông thường là khen Phật hoài, ông Phật có cái gì hay mà khen hoài. Nhiều khi ông bực tức như vậy, cái ông nói là để ông đi gặp ông Phật, rồi ra ông Phật ra làm sao, con Phật là thần phương nào mà làm cho cái người vợ của mình phải tối ngày nghĩ đến, tối ngày khen tặng như vậy. Thì quý vị biết rằng không có một ai trên đời này, trong tam giới này có thể có cái nhìn khó chịu hoặc là đối đáp để mà làm cho để làm có thể qua mặt Đức Phật được. Thì khi mà ông đến gặp Đức Phật thì ông chất vấn, ông đặt những cái chất vấn không phải là nghi vấn thắc mắc, mà là chất vấn để hạ bệ cái danh tiếng của Đức Phật. Nhưng mà ông làm cách nào thì cũng không qua được. Ông hỏi rằng việc cái gì để sống an lạc, ông hỏi gắn mắc như vậy đó. Rồi việc được vật chi mới không sầu muộn, ông hỏi gắn mắc như vậy đó.
Thì Đức Phật ngài mới có từ tốn ngài trả lời bằng cái từ tâm. Thì Đức Phật ngài mới này Bà La Môn, người diệt được sân hận, sống an lạc, hận sống không sầu muộn. Và chính vì cái thứ nhất là cái hình ảnh Đức Phật là một cái vị thánh thiện oai nghi tế hạnh. Thứ hai đó là cái âm thanh của một vị chánh đẳng chánh giác phước báo vô cùng. Cái thứ ba đó là cái ý nghĩa sâu sắc của câu trả lời. Tất cả những yếu tố đó đã làm cho tâm của ông Bà La Môn Phararocha bị khuất phục. Và ông còn hay hơn bà vợ nữa, khi thấy được Phật pháp, an vui trong Phật pháp là ông lập tức làm sao? Xin đi tu. Nha, xin đi tu. Ông này ông phải nói là ông cũng phải nói là một người rất là trí tuệ, một người rất là lập trường. Ông thấy hay quá rồi là ông xin đi tu liền. Và chính vì cái nhân duyên này, ông khi xuất gia đó là ông cố gắng tinh tấn, và không một thời gian không lâu sau ông được cái chứng đắc được cái quả A La Hán. Và tiếp đó là những cái thành viên trong gia đình, nhà thành viên trong gia đình, em của ông nè, em trai của ông Bà La Môn Phararocha, những người này cũng có một cái suy nghĩ giống như là cái ông Bà La Môn Phararocha. Ông Phật là ai? Ông Phật là cái gì? Ông Phật là có cái khả năng gì mà lôi cuốn, lôi kéo mình? Không nói chứ là cái từ mê hoặc. Người vợ, bà chị dâu còn đi này, cái ông anh ruột mình luôn cũng đi theo ông Phật. Cái lý do tại sao thì hai cái người em của ông Phararocha cũng làm cái cách giống như là người anh của mình. Và cuối cùng á, cái mình gọi là cái kết quả, chứ mình không phải là cái hậu quả. Cái kết quả của cái việc mà chất vấn để mà hạ bệ danh tiếng của Đức Phật, hai người này lại gặp Phật pháp mà xin xuất gia và đều được cái kết quả tốt đẹp ở trong Phật pháp. Thì cái lúc đó đó, Chư Tăng mới lấy làm lạ. Chư Tăng thấy một cái sự kiện phải nói là hy hữu, tức là cái người không phải là mộ đạo, cái người ngoại đạo, cái người không có thích Phật pháp, mà khi biết Phật pháp á, thì tu rất là lẹ, gặp là xuất gia, gặp là đi tu, mà tu hết mình, tu chí thú. Thì các vị mới bàn luận với nhau về cái sự kiện này. Ngài biết được cái sự kiện và ngài muốn nhân cái dịp này, ngài sắp tấn cho chư tăng, cho chúng đệ tử có được thêm cái sự lợi ích. Như này Đức Phật ngài nói là: này chư tỳ khưu, Như Lai không ác hại với người ác hại, vì Như Lai có đủ sức mạnh của sự nhẫn nại, thường là nơi nương nhờ của đại chúng thật sự. Rồi sau đó ngài đã thuyết lên cái câu kệ ngôn số 399 được ghi chép lại trong phẩm kinh Pháp Cú thuộc tiểu bộ kinh: không ác ý nhẫn chịu phỉ báng đánh phạt hình, lấy nhẫn làm quân lực, ta gọi Bà La Môn. Đó là cái duyên sự của câu kệ ngôn số 399 mà chúng ta đang học cái buổi học ngày hôm nay. Sau cái pháp thoại đó thì sau cái lời sắp tấn đó thì nhiều vị đã nhận ra vấn đề và đã liễu ngộ được cái giáo pháp và chứng đắc được những cái thánh quả ở trong Phật pháp. Thì thưa quý vị rằng á, cái câu kệ ngôn này đó, từ ban đầu Tịnh Đạt có nhấn mạnh đó là nó có cái sự quan trọng với bất cứ một cái công việc gì trong cái đời sống của chúng ta. Quý vị có nghĩ rằng khi chúng ta đi ngủ, chúng ta cần có cái sự nhẫn nại hay không? Dạ. Quý vị sẽ thấy cái pháp nhẫn nại này nó nằm ở tất cả những cái việc lớn, việc nhỏ, từ cái đại quan nghi, từ cái tiểu quan nghi, từ cái giác quan thấy, nghe, nhìn, thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng,
tất cả những cái hành động đó đều có cái sự nhấn. Nếu mà chúng ta không có cái sự nhẫn nại từ cái ít, từ cái nhiều, thì chắc chắn rằng đó, chắc chắn rằng đó là chúng ta sẽ là một cái người sẽ có cái lỗi lầm. Chúng ta thử xét lại những cái lỗi lầm mà chúng ta mắc phải đó, ở trong quá khứ, ở trong cái thời gian mà vừa xảy ra đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng sẽ có cái sự vắng mặt của cái sự nhẫn nại đó. Nếu chúng ta không có sự nhẫn nại thì sao? Cái tâm nó dễ phóng túng, dễ sân, dễ giận, dễ hờn, dễ bỏ cuộc. Dạ, dễ bỏ cuộc. Và cái nhẫn nại này ở trong cái pháp tu đó thưa quý vị đó, nó quan trọng cực kỳ. Không có cái sự nhẫn nại đó thì không thể nào đi sâu, đi xa ở trong cái giáo pháp này. Nó quan trọng vô cùng. Muốn tập một cái thói quen tốt thì cần phải có cái sự nhẫn nại. Cần có cái sự nhẫn nại. Và quý vị sẵn cái dịp rằm tháng giêng đó, quý vị còn để tình đàn sẽ ở trong cái lễ rằm tháng giêng có một cái sự kiện, đó là Đức Phật ngài thuyết lại cái bài kinh Ô Quá Đá Pa Ti Mốt khác cho chúng đệ tử thánh tăng. Thì trong cái bài kinh đó thì sẽ có một cái câu kinh nói về cái nhẫn nại. Sẵn đây thì tình đàn cũng xin trích dẫn cho tất cả đạo tràng chúng ta được thấy thêm về cái sự quan trọng của pháp nhẫn nại. Khanti paramang tapo tetikha panang paramang wadanti buddha nahi papa cito parupa khati samano hoti parang vihe thayanto. Chư Phật thường giảng dạy nhẫn khổ hạnh tối thượng, niết bàn quả tối thượng, xuất gia không phá người, sa môn không hại người. Dạ, cái câu này thì cái đối tượng đó hiện tại là đối tượng của chúng tỳ kheo tăng và là những cái vị thánh tăng. Rất là đặc biệt ở trong cái lễ kỷ niệm đại lễ Makha Puja, cái lễ Makha, cái tháng Makha rằm trăng tròn đầu tiên của năm âm lịch theo lịch Trung Quốc hay là lịch âm lịch của Việt Nam. Nhưng mà cái Makha này không phải là cái tháng đầu tiên của Ấn Độ. Đây là cái Makha Puja là cái tên cái lễ kỷ niệm ở cái lễ Makha, cái tháng tên là tháng Makha. Thì trước cái đối tượng là chư vị tỳ kheo tăng, là những vị thánh tăng đó, Đức Phật ngài khuyên một cái câu. Và cái câu này đó là cái gọi là chiếc phao, cái gọi là chiếc phao, cái gọi là cái tay chèo cho một vị xuất gia. Nhưng chúng ta có thể hiểu rằng cái pháp môn nào Đức Phật ngài dạy đó thì phải nói rằng cho tất cả những người hữu duyên. Những người hữu duyên là sao thưa quý vị? Tức là hữu duyên với cái pháp môn nào, căn tánh khuynh hướng hợp với pháp môn nào sẽ thấy gian lạc cái môn đó. Cho nên Đức Phật ngài dạy rất rất là nhiều pháp môn trong những cái tình huống trường hợp khác nhau. Và riêng tịnh đạt thì phải nói là các pháp môn nhẫn nại thì tịnh đạt rất rất là thích, rất rất là thích. Đức Phật ngài nói là chư Phật thường giảng dạy nhẫn khổ hạnh tối thượng. Cái nhẫn ở đây á, chúng ta đặt lại vấn đề có những cái trường hợp chúng ta không có được phép nhẫn. Ở đây chữ nhẫn phải hiểu là trong những cái trường hợp không được phép, phải hiểu là chữ nhìn chứ không phải là chữ nhẫn. Giống như là những cái trường hợp mà mình bị lôi kéo bởi cái sự dễ vui đó, mình không có được
mình không có được nhịn để mà từ chối. Dạ. Hay là trong cái việc đó là chữ nhẫn thường được bị hiểu lầm là chữ nhịn. Chữ nhịn ở trong tiếng Việt mình nó có một cái gọi là cái bên cái ý nghĩa của cái từ ngữ đó. Chữ nhịn á và một cái từ nhẫn, nếu mà gần gũi hơn là từ cái từ nhường, mình hay kết hợp là nhường nhịn đó. Nhường nhịn. Thực sự thưa quý vị, chữ nhường và chữ nhịn nó có hai cái trạng thái tâm lý khác nhau. Quý vị, chúng ta hãy cố gắng lắng nghe cái âm thanh, mình hãy tự nói ra mình lắng nghe cái âm thanh. Chữ nhường và chữ nhịn. Nhường, nhịn. Hai cái từ này nghĩa đó là ngưng lại, không có tỏ thái độ tiếp tục. Nhường, nhịn. Theo cái phân tích về âm thanh đó, thì chữ nhường nó rất là nhẹ, âm thanh nó rất là nhẹ nhàng. Nó cũng thể hiện một cái trạng thái tâm lý nhẹ nhàng. Nè, quý vị còn nghe âm thanh được không ạ? Thấy cô Phù Vân giơ tay có vấn đề gì không ạ? Có một cái nick Phù Vân đang giơ tay để xin cầm mic. Và nếu không có gì thì tình trạng xin được tiếp tục. Từ nhường đó, chúng ta nghe cái âm thanh ư ơn, ngờ ương, nhờ ương nhân quyền nhường. Nó rất là nhẹ. Và cái từ nhường này, âm thanh nhẹ, nó mang một cái tâm lý nhẹ nhàng. Người anh nhường người em, người bạn nhường người bạn. Nhường ở đây là nhường không có tranh chấp, nhường một cách thoải mái, nhường một cách rất là tự nguyện. Và cái từ, một cái từ thứ hai là từ nhịn. Từ nhịn là cái âm thanh nó phát ra bị ém hơi lại. In là in, nhờ in nhìn nặng, nhịn. Nhịn, âm thanh phát ra và cái hơi nó bị nghẹn lại. Chính vì cái âm thanh nó phát ra và nó nghẹn lại đó, nó cũng thể hiện một cái tâm lý đó là nén lại. Này, hôm nay á là ngày rằm ha, làm gì làm tao cũng nhịn mày nha, nhưng mà hết rằm là coi chừng nha. Đó, cái từ nhịn là sao? Tức là không có bỏ qua. Nhịn cho qua chuyện. Ở đây cư sĩ tại gia có gia đình con cái, có nhiều cái mối quan hệ, sẽ gặp nhịn này rất là nhịn. Nhịn, nhịn, nhịn. Tất cả những từ nhịn đó quý vị sẽ làm khổ quý vị. Nhịn tức là ém hơi lại và dồn nén tâm lý khó chịu lại, giống như là lò xo được nén lại. Và khi một lúc nào đó chúng ta không đủ sức, không đủ sức khỏe, không đủ trí tuệ, không đủ kiên nhẫn để mà nhịn nữa đó, thì cái lò xo nó bung thật mạnh. Lúc đó thì không có cái gì để mà khuyên răn hay mà cản trở được. Nguy hiểm vô cùng cái từ nhịn. Và không phải là nguy hiểm cho cái việc đó là cái hành động, cái lời nói và cái ý suy nghĩ qua cái từ nhịn đó không. Mà lạ một điều đó là chúng ta biết nó nguy hiểm, nhưng mà thường ngày chúng ta lại sử dụng cái tâm lý này. Như vậy là chúng ta phải có cái cách giải quyết không sử dụng từ nhịn nữa. Một là chúng ta sử dụng từ nhường. Từ nhường nó có cái trạng thái tâm lý gần như là cái từ nhẫn ở trong Phật pháp. Ở từ nhẫn là sao? Cái từ nhẫn đó là nó có một cái tính chất vừa nhường và vừa chấp nhận. Vừa nhường và vừa chấp nhận. Quý vị muốn nhường đó là quý vị trước tiên là phải vị có cái chữ chấp nhận. Cái chấp nhận này nó quan trọng bởi vì nó mang một cái tính chất đó là trình độ và cái sự hiểu biết mới chấp nhận được. Còn không có cái sự chấp nhận, không có cái sự hiểu biết rõ ràng thì sẽ không có chấp nhận và
không có chấp nhận thì sẽ không nhường, không nhẫn, thì nó sẽ qua trạng thái thứ hai, đó là nhịn. Và nhường hay là nhẫn phải có cái sự hiểu biết ở trong đó, gọi là chấp nhận. Và cái từ này rất rất là hay. Thì có những cái ví dụ cụ thể trong cuộc sống đó, quý vị, chúng ta không còn có nhiều thời gian, thì hãy sau cái thời gian này chúng ta hãy tự xét lại, không phải là chúng ta hối hận hay là những cái việc làm xấu sai ở trong quá khứ, mà chúng ta sẽ xét lại để mà chúng ta rút tỉa kinh nghiệm. Tất cả những cái lỗi lầm dù nhỏ hay lớn đó, thì chúng ta đều thiếu một một cái then chốt, đó là cái sự tham nhẫn, cái sự nhẫn nhường, mà chúng ta toàn là nhịn. Và khi một cái nhịn đó nó không còn nhịn được, thì thưa quý vị rằng giống như là con đập ngăn nước tràn qua bờ. Khi con đập đó nó nhịn cái con nước, sức mạnh của con nước, nó ngăn chặn cái sức mạnh của con nước. Và khi con đập nó không còn đủ kiên cố để mà giữ cái sức mạnh của con nước đó, con nước được ví như giống như là cái sự sân hận hay là cái sự nhồi nén, dồn nén. Thì một khi con đập nó vỡ thì quý vị sẽ thấy một dòng nước, cũng bao nhiêu nước đó thôi, cũng bao nhiêu nước, từ nếu mà không có chặn lại thì cũng bao nhiêu nước đó thôi. Nhưng mà khi mà chặn lại như vậy thì tất cả những dòng nước ùa cùng một lúc thì có thể phá hủy bất kể cái gì nó gặp chướng ngại, và nó nguy hiểm, vô cùng là nguy hiểm. Nó đi thì nó lại đó. Thì trong cái nhẫn hay là cái nhường đó, cần phải có một cái sự hiểu biết. Và cái sự hiểu biết này mình nói dễ dàng, đó là cái sự chấp nhận. Cái sự chấp nhận Giống như chúng ta ngồi thiền mà chúng ta đau, chúng ta khổ, chúng ta nóng, chúng ta nực, thì chúng ta phải biết chấp nhận. Thứ nhất, đó là đây là những hiện tượng bình thường của cái thời tiết, của cái tâm sinh lý, của cái cơ thể và của vạn pháp. Khi mà hiểu biết được cái sự cái tình huống xảy ra, yếu tố xảy ra rồi đó, thì chúng ta mới chấp nhận, và chúng ta kham nhẫn với cái nỗi đau đó, cái sự khó chịu đó. Và chính vì vậy mà chúng ta vượt qua được và tiếp tục để mà duy trì cái pháp hành thiền. Thì thưa quý vị, hôm nay là đêm rằm tháng giêng âm lịch, là ngày trăng tròn đầu tiên của một năm Tân Sửu, một năm mới. Nhân cái dịp có cái bài học trên diễn đàn Pháp Cú Kinh, Tịnh Đạt cũng xin, chúng con xin kính chúc chư Tăng và chư quý vị Phật tử một cái đêm trăng rằm đầu tiên của một năm đầy đầy đủ nhiều cái sự an lạc, an vui, và cũng như là cái nền tảng, cái duyên lành cho cả một năm gặp nhiều cái sự thuận duyên trong cuộc sống, và có nhiều cái bài học kinh nghiệm ở trong cuộc sống ngày càng được cái tốt đẹp hơn. Tịnh Đạt chúng con xin kết thúc cái bài chia sẻ tại nơi đây. Xin kính chúc chư Tăng và toàn thể quý vị một đêm an lạc. Nam mô Buddhaya. Dạ, kính mời các vị MC trở lại với diễn đàn ạ. Tịnh Đạt xin xuống mic. Dạ, sa thú lành thai. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân đại đức Tịnh Đạt đã từ bi giảng giải bài học ngày hôm nay, để chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Và một lần nữa chúng con thành kính lãnh lễ tri ân sư đã rất là cố để cho đạo tràng chúng con nghe bài pháp, mặc dù sư rất là bận biểu, tại vì chùa Tứ Phương Tăng đang làm lễ, nên chúng con rất là tri ân sư.
Dạ, cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu để giúp con trồng đủ báo. Con cung thỉnh thường tọa minh hạnh chúc phúc cho đạo tràng. Con kính nhân bích tánh sư ạ. Bhagavato sapa mangalang rakhantu sapa devata sapa buddha nupavena sada sati bhavantu te. Bhagavato sapa mangalang rakhantu sapa devata sapa dhamma nupavena sada sati bhavantu te. Bhagavato sapa mangalang rakhantu sapa devata sapa sangha nupavena sada sati bhavantu te. Tất cả các bạn anh có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tăng giáo sư lợi thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thu lành thai. Dạ đề quá ta sanh chi vi ha ra qua si nê thụ bê kha rê bơ thi kha rê ta hình ta hình. Ta tham ma đà nê na pha quan tu bô chi ta sọ thình kha rợn tê kha vi ha ra mạnh đá lê. Thệ ra cha mát cha na qua ca cha phích kha bơ xa ra mi ca đà na bát tì u ba sa ca. Cha ma cha đề sa ni ga ma cha ích sa ra sa ba na phụ ta su ki ta phục hoàn tư tê. Cha ra vô cha dê vi cha an đà sam phá qua san se đà cha ta a ta phụ ca. Nêu ya ni căng tham ma qua răng bát tích cha tê sập bê vi được kha sa kha rôn tu sang kha yang. Tha tu chi rao sa tăng tham mô tham ma tha ra cha phục ga la. Sang go ho tu sam mak go va a tha ya cha hay ta ya cha am hay ra cha tu sat tham mo sa be di tham ma cha di no vu thin sam ba bu nay ya ma tham ma di ya ma we di te. Chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước mà chúng con đã trong sạch tạo được trong buổi học ngày hôm nay đến với tất cả chư thiên hậu trì chánh pháp. Cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama được bền vững lâu dài. Chúng con cũng thành kính dâng quả phước này đến với tất cả chư thiên phạm thiên sắc giới, chư thiên dục giới và tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là vua trời Đế Thích cùng tứ đại tiên vương, tất cả chư thiên chúa Diêm Vương và cả chư thiên xung quanh nơi đây, chư thiên xung quanh những ngôi chùa, chư tăng ni hiện diện trong rơm Phật giáo nè, trong rơm pháp cứu kinh, nhất là chung quanh chùa Bụ Đức, chùa Tứ Phương Tăng, chư thiên chung quanh nhà chư Phật tử hiện diện rơm pháp cứu kinh. Cầu mong quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước này. Sau khi các ngài thọ nhận rồi, xin hậu độ chư tôn đức pháp thể kinh nang, bồ đề tâm kiên cố đạo quả sớm viên thành, và cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Cuối cùng, chúng con xin chia quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài, xin hãy hoan hỷ thọ dụng đồng đều nhau cả thảy. Ý đăng quân nhân ni ba na sa bát cha yo hô túc. Ý đăng quân nhân ni ba na sa bát cha yo hô túc. Ý đăng quân nhân ni ba na sa bát cha yo hô túc. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức Nguyên Hài đã quan lâm vào rừng chứng minh cũng như giảng dạy cho chúng con học những câu Phật ngôn để chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước chúng con đã tạo được đến với quý ngài, cầu mong phước này trợ duyên quý ngài an vui trong đời sống phạm hạnh, thân tâm luôn an đạt thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Kính cảm ơn quý bà, quý cô tu nữ, quý anh chị em đạo hữu đã vào đạo tràng thính pháp hỗ trợ đạo tràng, nhất là giữ đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh trong lúc chư tôn đức thuyết giảng. Con xin thay mặt ban điều hành rồng pháp cứu kinh chuyên đề thành kính cung thỉnh chư tôn đức, quý bà, quý cô tu nữ, quý anh chị em đạo hữu ngày mai quan lâm phương trung theo giờ thường lệ là 17:30 giờ Việt Nam. Trong quá trình chúng con phục vụ rơm có nhiều điều sơ thất, con thành tâm sám hối với Tam Bảo, thành tâm sám hối với chư tôn đức, quý bà, quý cô tu nữ, quý anh chị em đạo hữu hãy từ bi hỷ xả cho con. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ tri ân quý ngài. Nhật Quỳnh kính cảm ơn tất cả đạo tràng, quý anh chị em đạo hữu đã hỗ trợ cho rơm pháp cứu kinh được hoàn mãn tốt đẹp. Nam mô Bụt Tha Giá. Con kính chúc quý ngài. Nhật Quỳnh kính chúc quý anh chị em đạo hữu luôn được an vui tiến hóa trong giáo pháp Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô